Vẫn làm gì vợ? Đang chuyển tiền, người ta mang xe về cho mình rồi này. Đấy, hôm nay là xe đi chơi về mệt quá không đi về được đấy. Xe cứu hộ chở, người ta chở từ Sài Gòn đến đấy. Đi chơi tốn kém đi, còn có nửa tháng chứ nhiêu. Đi nửa anh tháng ơi, về mệt. Này. Anh ơi, anh hỏi bên kia nhận được tiền chưa? Đây. Nhận được, nhận đủ chưa? 31 củ. 31 củ. Thế là ba anh là ba đâu giấy giấy kia. Ký. Ba anh là ba anh lái xe đúng không? Vâng ạ. Rất là nhiệt tình mọi người ạ. Nhiệt tình cái gì? Vợ cầm mấy cái tờ 50 làm gì ấy? Đưa các anh ít tiền để uống nước nha. À, sao hỏi em nhận được chưa? Anh ơi. Cảm ơn nhá. Đấy, ba bác lái xe cứu hộ ạ. Ôi giời, ôi, thầy Huấn à. Ôi cái này gái theo này khổ vợ anh ấy ra. Đây trai đang ấy. Thơm quá đúng không ạ? Huấn này cả năng anh em là thoát ế đấy. Ờ thoát ế đấy. Kìa xe cứu hộ kìa. Ba anh em mà đây tiện lên thơm lắm. Thế vợ tặng anh em lái xe thì vợ phải bán rẻ cho tất cả cộng đồng chứ. Cho các chị gái này, sexy girl này, 10 mil thì mọi người mua quá nhiều rồi, lên 30 mil vào giỏ hàng sexy girl, cái tên nó lên tất cả. Được chưa mọi người ơi? Cái tên nó lên cái mùi luôn. Đó, tiếp theo nhá. Thơm. Một good girl vừa về hàng thơm 2 ngày bán. Thơm à? Gần 50 rồi. Thơm rồi. Thật luôn đấy. Good girl nha mọi người, đây là cái lọ của em. Cái lọ này là lọ của em. Ok chưa mọi người? Good girl 10 mil vào giỏ hàng xem nha. Còn bad girl 20 mil là mùi tông phấn nhá. Mùi tông phấn là mùi NAR hồng. Mọi người hiểu không? Okay. Đấy cũng vào giỏ hàng 20 mil nha mọi người ơi. Siêu thơm. Em chúc cả các anh sức khỏe nha. Em lại phải lấy thêm, em hơi tham nhưng mà cái loại này chưa bốc tiên rồi em xịt thử cái này. Thơm sexy man, chồng ơi sexy man kìa. Mê sexy man rồi. Mê sexy man à? Mê rồi. Thơm lắm. Rồi, rồi. Đã cho một anh bảo là thêm này luôn vì tại vì anh hơi tham, anh bảo thế. Mà thơm quá anh ạ. Sexy thơm man. Thơm quá thầy ạ. Thơm đây. Xịt lại cho thầy ra kia, thầy ơi. Đưa đây. Làm thêm đưa qua về đây. Đây. Rồi cái vòi đá. Cái này là cả. Sexy man, cái này. Giờ ra cho. Cái này là không mang về. Cái này là mình không mang về. Đây là tặng ba chai này còn gì. Xin thêm. Muốn thêm. Nhưng mà bây giờ không, bây giờ em đi Hòa Bình em lấy cái này để em quảng cáo. Ôi, xin thêm cái này. Thế bây giờ đây. Tặng này. Luôn rồi ạ. Cái này thơm quá à? Vâng, tặng luôn. À. Đấy. Đây là ba người anh em chở xe cứu hộ à. Xin luôn để đi cặp bồ đấy. Ba người anh em chở xe cứu hộ. Thế là xe cước đang giả đủ nhá. Xong rồi. Cước đang giả đủ rồi nhá. Lọc đâu? Lọc đâu? Lọc đâu? Đấy nha, đầy đủ nhá các anh nhá. Đây là lọc lọc nhá. Có lọc có quà đây rồi. Có lọc có quà. Cái lọc cái quà này không được mang đi đánh nhau đâu nhá. Một chai nước hoa, nhưng riêng anh này là hai chai. Ở đây cho mượn cái đã. Đây, tiện đây là trong giỏ hàng này, sexy man này. Đi đến đâu là gái theo đến đấy, chỉ lấy anh em. À, vừa bán vừa cho và tặng lấy anh em 100.000 vào luôn giỏ hàng. 3.000 anh em vào luôn giỏ hàng, sexy man đây. Mắt này này. Đấy, vào luôn giỏ hàng, lấy 100.000 thôi. Cảm ơn anh em. Thơm lắm. Chào anh. Cho anh tặng anh. Cho ông lên TikTok luôn. Quấn ổ luôn đấy. Quấn ổ luôn đấy.